Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Tổng thống Zelensky yêu cầu người dân ủng hộ lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả việc cầm vũ khí và chuẩn bị chiến đấu. Ông cho biết, chính quyền Ukraine đã phân phối vũ khí cho tất cả những người sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền và hứa sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cá nhân mà chính quyền áp đặt trước đó đối với những người can đảm đứng lên vì quốc gia. Tổng thống cũng kêu gọi công dân Nga phản đối quyết định của Moscow về việc khởi động một chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các phương tiện truyền thông trong nước khích lệ đoàn kết dân tộc bằng cách tăng cường đưa tin rằng quân đội của chúng ta đang chiến đấu kiên cường như thế nào. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay 24 tháng 2 thông báo Điện Kremlin đã quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, khu vực miền đông Ukraine, bao gồm các nước ly khai tự xưng Donetsk và Luhansk, mà Nga đã công nhận nền độc lập hôm 21 tháng 2. Kế hoạch của quân đội Nga không phải là chiếm đóng Ukraine mà chỉ nhằm phi quân sự hóa và bảo vệ người dân Donbass, ông Putin khẳng định. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa kết thúc phiên họp khẩn cấp thứ hai về khủng hoảng Nga-Ukraine cách đây ít phút, dưới đề nghị của Ukraine sau những diễn biến quân sự trên thực địa. Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp phiên toàn thể về tình hình Ukraine với sự tham dự của gần 200 nước thành viên Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một thời điểm có thể nói là hết sức nguy hiểm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, đây là lúc các bên cần phải kiềm chế và giảm bớt căng thẳng, không đẩy tình hình nguy hiểm đi quá xa, đồng thời kêu gọi ngừng bắn, đối thoại nhằm tránh xảy ra chiến tranh. Ông Guterres đề nghị các bên cần dựa vào điều 33 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc để giải quyết các xung đột tranh chấp một cách hòa bình. Đã đến lúc kiềm chế, lý trí và giảm leo thang căng thẳng. Không có chỗ cho những hành động và tuyên bố có thể đưa tình huống nguy hiểm này xuống vực thẳm. Đã đến lúc thiết lập một lệnh ngừng bắn và quay trở lại con đường đối thoại và đàm phán để cứu người dân Ukraine. Quốc hội Ukraine sáng nay theo giờ Việt Nam đã thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga. Tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng đối với toàn bộ lãnh thổ Ukraine từ ngày 24 tháng 2 và kéo dài trong vòng 30 ngày, ngoại trừ vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ năm 2014. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép mỗi khu vực của Ukraine sẽ có quyền lựa chọn các biện pháp an ninh phù hợp để áp dụng như hạn chế một số lượng phương tiện nhất định, tăng cường kiểm tra xe tham gia giao thông hay yêu cầu cung cấp giấy tờ. Ngoài ra, các sự kiện đông người cũng tạm thời bị cấm trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp. Riêng tại thủ đô Kiev, lực lượng an ninh sẽ kiểm tra gắt gao hơn ở các cửa ngõ chính vào thủ đô, nhà ga và sân bay. Biện pháp này được Quốc hội Ukraine phê chuẩn theo đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky sau khi Nga bắt đầu sơ tán nhân viên đại sứ quán nước này tại Kiev, trong khi Mỹ cảnh báo khả năng bùng nổ xung đột tại nước này. Trong lúc này, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã không thành công trong việc tìm kiếm các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Tôi đã đề xuất một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, kết quả là sự im lặng. Theo hãng tin Reuters, một số đoàn xe quân sự, trong đó có 9 xe tăng, từ hướng biên giới Nga được nhìn thấy di chuyển về phía Donetsk hôm 23 tháng 2. Sáng 24 tháng 2 giờ Việt Nam, tại nhiều thành phố lớn của Ukraine đã ghi nhận những tiếng nổ lớn. Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine. Giới phân tích thị trường nhận định sự leo thang trong căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã tiếp sức cho thị trường dầu mỏ đang tăng do nguồn cung khan hiếm trước nhu cầu hồi phục sau đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent hiện đã đạt 99,5 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2014 do các nhà giao dịch cân nhắc khả năng nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng đạt mức cao nhất trong 7 năm khi chạm mốc 96 đô la Mỹ một thùng trước khi kết thúc phiên ở mức 92,35 đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thô đã tăng hơn 20% và tăng hơn 80% kể từ đầu năm 2021. Trong bối cảnh nguồn cung cấp dầu và khí đốt dự phòng còn hạn chế trên toàn cầu, việc quan hệ Nga và Ukraine gia tăng căng thẳng đang gây sức ép lên thị trường dầu mỏ.
Nếu đối đầu tiếp diễn thì có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô, khiến các nước chịu nhiều khó khăn do giá năng lượng leo thang. Các nhà phân tích dự báo, cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine gây ra một số rủi ro cho thị trường dầu mỏ. Như chúng ta thấy, trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua, Nga đã liên tục gây áp lực với Liên minh châu Âu về vấn đề năng lượng, và chúng tôi đang quyết tâm dứt khỏi sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga. Ngày 22 tháng 2, Đức tuyên bố dừng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí dòng chảy Phương Bắc 2. Đường ống này có thể vận chuyển mỗi năm khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt từ Nga tới Đức, cung cấp khí đốt cho khoảng 26 triệu hộ gia đình. Việc tạm ngừng thực hiện phê chuẩn dự án này của Đức đã khiến giá khí đốt tăng tại châu Âu. Giá khí đốt giao dịch tại Hà Lan đã tăng tới 13% ngay trong ngày 22 tháng 2. Tôi cho rằng, giống với những gì Kiev vẫn thường biện luận, là đường ống dẫn khí Phương Bắc 2 không phải là một dự án kinh doanh, mà là một dự án mang tính chất địa chính trị, có ý nghĩa gạt Ukraine sang một bên và khiến thị trường châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng từ Nga. Điều quan trọng là cần tách thị trường năng lượng châu Âu khỏi nguồn cung từ Nga để tránh việc Nga sử dụng năng lượng như một đòn bẩy cho các mục tiêu địa chiến lược của mình. Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trên thế giới, cũng xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm khoảng 12% kim ngạch thương mại toàn cầu. Hiện tại, Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt cho châu Âu và nhu cầu về khí đốt của châu Âu vẫn đang tiếp tục tăng khi các dự án năng lượng xanh tỏ ra kém hiệu quả. Hiện tại, các nhà phân tích cho rằng Nga vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch. Và vì vậy, nước này khó có thể thực hiện hành động trả đũa. Tuy nhiên, hiện Nga đang chịu sức ép lớn với một loạt các lệnh trừng phạt chống lại các tổ chức tài chính Nga vừa được đưa ra. Rất có thể, dầu mỏ sẽ trở thành công cụ trong cuộc đối đầu còn dài sắp tới giữa Nga và phương Tây. Trở lại với những thông tin mới nhất liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine, chúng tôi đã liên hệ với phóng viên Quang Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực châu Âu. Vâng, xin mời anh Quang Dũng. Vâng, như tất cả chúng ta đều biết thì cách đây khoảng một tiếng đồng hồ thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo việc Nga chính thức bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, mà theo như ông Putin thông báo thì đó là với mục đích đó là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Hiện tại thì đang là 5 giờ sáng giờ châu Âu nên các phản ứng chính thức từ các chính phủ châu Âu thì chưa có. Tuy nhiên thì rất nhiều quan chức, các cá nhân các quan chức châu Âu thì đã lên tiếng phát biểu phản ứng và đồng loạt chỉ trích hành động quân sự của Nga và cho rằng đây không chỉ là một hành động đi lại với luật pháp quốc tế mà còn đe dọa tính mạng của hàng nghìn người dân, binh lính Ukraine cũng như là binh lính Nga. Trong ngày hôm nay thì theo kế hoạch thì Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt tại Bruxelles để bàn về khủng hoảng Ukraine, và chắc chắn là các hành động quân sự của Nga thì sẽ là trọng tâm để thảo luận, và những phản ứng mà Liên minh châu Âu đưa ra có thể sẽ là việc gia tăng thêm gói trừng phạt vốn đã được đưa ra ngày hôm qua. Tuy nhiên thì các hành động, các cái biện pháp trừng phạt mạnh hơn thì sẽ được châu Âu đưa ra ngay lập tức trong ngày hôm nay. Trước đó thì cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell cũng đã khẳng định rằng ngay lập tức khi mà Nga có các hành động quân sự tại Ukraine thì Liên minh châu Âu sẽ phản ứng, và do tình hình căng thẳng tại Ukraine kéo dài trong nhiều ngày qua, đặc biệt là trong đêm ngày hôm qua, thì có rất nhiều lãnh đạo của Liên minh châu Âu thì cũng đã liên tiếp có các cái cuộc điện đàm tiếp xúc với Tổng thống Ukraine ông Zelensky để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, cũng như là khẳng định là Liên minh châu Âu sẽ phản ứng một cách thống nhất đối với các hành động quân sự của Nga. Thưa quý vị, sáng nay ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng chóng mặt, 25 tỉnh thành ghi nhận số F0 trong ngày vượt 1.000 ca. Trong vòng 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 7.419 ca bệnh. Cụ thể, đến hết ngày 23 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 60.355 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 60.338 ca ghi nhận trong nước, tăng 4.467 ca so với ngày trước đó. Tại 62 tỉnh thành phố, có 42.145 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước với 7.419 ca bệnh. Tiếp theo là Bắc Giang 2.998 ca, Hải Dương 2.944 ca, Hòa Bình 2.595 ca, Bắc Ninh 2.505 ca. Kể từ đầu đại dịch cho đến nay, Việt Nam có 2.972.378 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tăng cao, để chủ động phát hiện sớm và kịp thời cách ly điều trị, những ngày qua người dân đã đổ xô đi. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 trên cả nước hiện đang tăng cao và nhanh chưa từng có. Do đó, nhu cầu sử dụng kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 của người dân cũng tăng cao đột biến, đặc biệt là trong thời điểm sau Tết, người dân trở lại làm việc, học sinh, sinh viên quay trở lại trường học như hiện nay. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, chúng ta có thể đang sử dụng test nhanh COVID-19 một cách quá lãng phí. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội dự đoán trong tháng 3 và tháng 4, biến thể Omicron sẽ thống trị. Nếu xét nghiệm đầy đủ thì số ca nhiễm cả nước có thể lên tới 250.000 mỗi ngày, đỉnh dịch kéo dài trong khoảng 45 ngày, đến tháng 5 mới lắng dần xuống. Trong bối cảnh đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng kit test xét nghiệm COVID-19, cả PCR lẫn test nhanh kháng nguyên. Tuy nhiên, chúng ta đang sử dụng test nhanh, rất lãng phí. Có triệu chứng test, không triệu chứng cũng test. Test liên tục sáng trưa chiều tối đối với người đã nhiễm và test liên tục trong gia đình có người dương tính. Thậm chí có gia đình chẳng ai nhiễm nhưng test thường xuyên vì sợ hãi Covid. Với biến thể Omicron, nếu tình trạng test tràn lan kéo dài sẽ gây nên khủng hoảng khan hiếm kit test cũng như khủng hoảng trầm trọng tới nguồn nhân lực lao động. Bệnh viện sẽ không đủ người làm việc vì số ca dương tính quá nhiều, trường học sẽ thiếu giáo viên, các cơ quan công sở thiếu nhân viên, nhà máy sản xuất thiếu công nhân. Nếu như quy định phải test để bóc tách ca dương tính cách ly. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, nên thay đổi quan niệm về dịch bệnh để không bị khủng hoảng. Chúng ta nên coi COVID là bệnh lý đường hô hấp tương tự như các bệnh lý đường hô hấp do các virus khác gây nên. Các bệnh viện đa khoa sẽ thành lập khoa COVID hoặc là ít nhất là đơn nguyên chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID. Thậm chí có những khoa dành riêng phòng điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Công việc chẩn đoán và điều trị vì vậy cũng nên giao cho bác sĩ lâm sàng.